À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị. Hồi tối à, à, cả đêm tự nhiên à, không ngủ. Nên à, à, sáng mắt hơi cứng cứng chút xíu. À, nhưng Đức thấy à, cái pháp môn niệm Phật này nó áp dụng mỗi lúc mỗi nơi hay như cả đêm không ngủ tới 3 giờ 30 thời gian đó nó cũng dài như dễ nào vậy mà cứ mình nằm đó mình niệm Phật không. mà khi mà mình ở trong cái phòng ví dụ mình không bật đèn đi mà mình cứ nằm đó mình niệm Phật suốt luôn khi mà vì tới giờ tu bị ra con mắt nó bị rất là cay tiếp nó tiếp cái ánh sáng với việc chói mắt ghê lắm. thì mình để ý cái lúc đó mà cái thời gian lễ phật niệm phật mình hiếp mắt lại giống như cho mắt nó nghỉ ngơ nhưng mà đòi hỏi là cái tâm mình nó phải thức nha chứ nếu mà cái tâm mình ngủ là tiêu luôn thì trong vòng chừng 40 phút thôi là mắt quý vị trở lại bình thường Đặc biệt Có nghĩa là những đức thấy Câu vật hiệu này nó áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi rất hay Cái đặc biệt của cái người niệm Phật mình là cái tâm tỉnh Này là quan trọng nhất Khi niệm Phật mà tâm tỉnh Cái tướng bên ngoài không quan trọng Cái tâm quan trọng là khi tỉnh tâm còn nếu như lúc tụng kinh niệm Phật gì lễ Phật gì mà nếu mà cái tâm nó ngủ á thì nó không đạt. Tâm ngủ quý Không vô đâu vào đâu nữa chứ. Cái tâm tỉnh là cái rất quan trọng. Nên những đức để ý là thí dụ như quý vị khi ngoài mình làm việc có những lúc mà nó căng thẳng. Vì ngồi một cái ghế nào mình dựa vào. Mắt mình hiếp hiếp lại chút xíu vì hít một hơi thở thiệt sâu hít mũi thiệt là sâu một hơi thở thiệt sâu vô mình chịu lại xong cái miệng mình bắt đầu mình niệm ra hết một hơi những đức nghĩ dừng dài hơi thôi quý vị lấy là tinh thần đặc biệt mà thần kinh nó không căng thẳng rất hay luôn còn thí dụ như quý uh, vị đi trên xe đi xe 7 chỗ hay xe như chỗ vậy đó. thường trên xe thì người ta sẽ ngủ nói chuyện được tứ tung lang tan có khi mà mình mà giữ có vật hiệu mình niệm uh, thì khi nó bị gián đoạn nhưng chiếc máy bấm số này không bị gián đoạn này nhưng để ý luôn có lần những đức đi một khoảng đường, vậy mà những đức bấm số niệm Phật được khoảng gần 4.000 câu. Ừ. Ví dụ như từ thành phố lên tới Sài Gòn, gần 4.000 câu, 5.000 câu. Nó hay là mình nói ví dụ vậy đó, thì bị biết rằng là cầm mấy bấm số này, này. niệm sẽ không bao giờ dán đoạn vì thí nghiệm thử đi. Mày bị nhớ nha khi vị ngồi trên xe mà vị bấm số niệm Phật không gián đoạn niệm Phật suốt mà tỉnh đây là một điều lợi ích rất lớn cho quý vị tại vì sao vì chúng ta không biết được chúng ta ở cuộc đời này cái cõi này mình sẽ gặp những sự cố trở ngại gì ở chỗ nào mình không biết nên chúng ta bấm số niệm Phật trên xe Tại vì mình giao mạng cho tài xế Nên bản thân của mình Phải biết Chuẩn bị cái hành trang của mình Bất cứ lúc nào vì Ở cõi này là gì đó Bất cứ lúc nào mình cũng chuẩn bị cái hành trang của mình Về thế giới cực lạc Đó Nên cái máy bấm số này là một phương tiện cực kỳ hay Ý biết rằng là Ví dụ như cả đêm như đứa không ngủ nghe 100% một đêm Niệm Phật không thấy dài nghe Khi những đức lên đây những đức Công phu lễ Phật đó Vì nhìn những đức như rất cực kỳ mệt mỏi Như đức để ý ra rất hay Thí dụ Khi mình buồn nghe quý vị Mình buồn chuyện gì mình niệm Phật nghe Quý vị đừng bao giờ ra vẻ mình vui Vì nó đi ngược lại Cái tinh thần của mình Hiểu chưa? Khi mình buồn là mình phải buồn niệm Phật Là mình phải hiện cái tướng buồn để niệm Phật Thì nó mau hết buồn vô cùng nhớ chứ đừng bao giờ mà buồn mà hiện cái tướng vui niệm phật là đi ngược lại lương tâm của mình cái buồn đó là đang bị tích trữ giống như cả đêm nhận đức không ngủ thì cơ thể nó phải mỏi chứ đúng không thì phải hiện cái tướng mỏi mệt để lễ phật thì nó cực kỳ mau hết mỏi mệt và xong nó tỉnh táo lại liền hưng hưng tâm lại liền tại vì lúc đó mình hiện cái tướng là chiều theo và cái gì mà chiều theo là tùy duyên đó vị Nó không đi nghịch lại Còn nếu như mà Mình đã mỏi mệt rồi mà mình còn gồng gán Để mà mình Chúng mình gồng gán đó quý vị là đi chổi ngược lại Nhưng tất cả những thứ này đều đòi hỏi tâm Tâm nhất định với tỉnh Nghĩa là cái tướng ngoài không quan trọng quá đâu Cái quan trọng là cái tâm nhất định với tỉnh khi cái tâm tỉnh rồi lại bị cái theo chiều hướng tự nhiên là ví dụ như cái tâm mình tỉnh thì khi mình mình buồn một chuyện gì thì mình buồn mình niệm phật thì nó sẽ mau hết buồn vô cùng còn khi mình mệt mỏi thì mình dùng cái tâm tỉnh là thăng mệt mỏi để niệm phật lễ phật thì nó cực kỳ mau hết mệt mỏi đây là 100% trăm phần trăm luôn vì để ý đi tại vì sao nó theo chiều hướng tự nhiên thì nó sẽ giải cái mệt giải cái buồn rất mau đó nên thí dụ như bây giờ quý vị tĩnh tâm nhưng mà quý vị sáng nay mắt mình nó nó buồn ngủ nó mới hiếp mắt hoài thí dụ đi thì mình hiếp mắt mình niệm phật thì quý vị biết một chút là con mắt quý vị nó không bao giờ Mà nó hiếp mắt nó buồn ngủ nữa Tại bị quyết định theo nó luôn Giống như cái câu chuyện mà Nhân Đức từng kể Cái người này Bị cái bệnh là cái chân bị lắc Lắc suốt luôn nha Lắc 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 lắc, lắc, lắc vậy này. Mà ông muốn nó không lắc Nhưng mà nó lắc suốt luôn Ông gặp những Đức, những Đức nói Bây giờ Nó lắc hai phần Đúng không Ví dụ nó lắc hai phần Ông niệm Phật Ông lắc ba phòng Còn vượt qua mặt Của cái nó lắc hai lần Ông lắc luôn ba lần Thử cái này sao Ông ông lắc một chút Ông niệm Phật Ông lắc nó một chút Nó quá mệt Ông buông ra Cái chân tự nhiên nó ngưng lắc Xong những đứa kêu ông Ông tiếp tục ông lắc nữa Ông niệm Phật Ông lắc cho nó sợ luôn Cuối cùng vậy mà ông làm gì mà chân hết lắc Thấy không có người mình đa phần là mình bị sợ hãi gì, bị sợ hãi và kiềm chế nên cuối cùng nó 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 bị tác động luôn vậy đó, bị tác động luôn. Mà mình là người tu hành thì nó theo chiều hướng tự nhiên. Khi theo, theo chiều hướng tự nhiên tự nhiên quân bình. Giống như bây giờ một cái dòng nước thiệt là dâng cao, cái bờ đập gì ngăn nhiều nước rất là cao, còn mặt nước ở đây rất là thấp. Dù có ngăn nhưng nhất định nếu cái lượng nước này mà nó tràn xuống tiếp tục nó sẽ bể đập chắc chắn không thể nào chịu nổi được gì nhưng mà khi nước nó đã tràn qua thì tức khắc khi nó quân bình thì tức khắc nó hết con người cũng gì nữa cái tần số của vọng tưởng của mình cũng như một 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 cái lượng nước thì cao vậy đó bây giờ ngăn nó không có được niệm phật thì phải niệm theo cái tâm tự nhiên là vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít mặc kệ niệm phật thì cứ niệm với cái vọng tưởng nó nó tràn ra nó tràn ra giết từ từ rồi nó quân bình lại thì câu vật hiệu mình nó tiến lên Tại vì quân tập được có vật hiệu mà Tại lúc mình niệm vật mình cứ quân tập có vật hiệu Quân tập có vật hiệu Còn vọng tưởng nó tràn qua nó quân bình lại Có hiệu dược lên vọng tưởng Tức khắc niệm Phật có lực Lúc đó không bị vọng tưởng trở ngại Còn thường những người mà Không biết cách thì sao Là dùng có vật hiệu để đè phục vọng tưởng Giống như nước dưng cao nhưng mà lấy cái đập đi Để ngăn chặn mà không biết xả bớt nước ra Nhất định bị đập chắc chắn Nên dùng có vật hiệu mà đè vọng tưởng là chúng ta thất bại giống như, như lấy đá đè cỏ vậy cuối cùng đè đè nhưng cỏ mọc lên vẫn mọc lên nên từ nơi đó mà niệm phật đó, nó cũng là một phương pháp đó quý vị nếu như mà áp dụng sai vì sẽ bị tác dụng phụ tác dụng phụ nên tại sao có những người niệm phật người ta bỏ cuộc vì khi người ta cố gắng áp dụng bằng một cách phan duyên cuối cùng nó quật ngược lại bản thân nản lòng quá Nghe người nói Pháp này cách này cách kia cách đó Cuối cùng chạy theo rồi từ từ Nghĩ niệm Phật luôn Gọi là niệm Phật vô vị Nên cái người niệm Phật mà quan trọng Mà niệm Phật cả đời không bỏ đó là gì Tính nguyện kiên định Cái tính nguyện là cái cực kỳ quan trọng Khi cái tính nguyện nó kiên định rồi 100% với vị Vì sẽ niệm Phật không bao giờ bỏ cuộc Mà càng niệm Phật về sau càng an lạc Càng niệm Phật gì sao cần vui 100% niệm Phật vui Và câu vật hiệu này có thể áp dụng Trong mỗi lúc mọi nơi được luôn Nhưng mà tối cả đêm như thế không ngủ vậy thấy không Thì cả đêm niệm Phật Có nhiều người bây giờ Cả đêm mình không ngủ sáng nay mà ngủ được Là mình sẽ ngủ mình không đi tu Nhưng khi bị vị ngủ nó cũng không đủ giấc Nhưng mà cái thời tu này Sẽ tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao còn hơn là chúng ta ngủ một tiếng đồng hồ đó ngủ một tiếng nó không bằng tu một thời tiếng khi tu một thờ một tiếng nó tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao với vị luôn và cho quý vị một lòng tin đối với phật và thấy một đêm không ngủ mà niệm phật sáng dẫn là tu xong hừng hực cái tâm thì lòng tin phật vượt trội lên liền còn nếu như mình ngủ mình ngủ thì mình tin vào ngủ ngủ sẽ giải quyết được vấn đề nên chúng ta giảm lòng tin đối với phật nên khi một con người mà tính nguyện niệm phật với vị họ sẽ có một sức kiên định cực kỳ cao khi bất cứ gặp sự cố gì sự trở ngại gì sự mệt mỏi gì sự phấn đấu của nội tâm họ kinh lắm sự phấn đấu của nội tâm cực kỳ cao và sự phấn đấu nội tâm đó mà tinh phật tinh nhân quả là nó vượt qua mọi khó khăn hết vượt qua mọi khó khăn hết nên tu hành là tu trong chốt chẳng lao mà thật sự là người tu tập nên quý vị phải nhớ kỹ tại sao người ta nói cái tu đời là cái tu quan trọng Tại vì sao? Vì mình bao nhiêu sự trở ngại Đó là công phu cao nhất Sự trở ngại nên thằng cư sĩ Ở ngoài đời Mà bao nhiêu sự cám dỗ Mới bị dẫn ăn chay niệm Phật Đây là điều quý lắm Cực kỳ quý luôn Rồi thêm một cái nữa Gia đình quý vị không ai kêu quý vị thích vị tu Vậy mà quý vị thích gì quý vị đi tu Điều này là điều cực kỳ quý luôn Quý vị biết trong chùa người ta sáng là người ta đi kêu um sùm hết chứ một phòng năm sáu người ta thức bây giờ không lẽ bị không thức đúng không nhưng mà ở nhà mình không ai kêu quý vị thức dậy đi tu đâu bản thân quý vị cực kỳ nỗ lực để mà thức dậy đi tu nên cái điều mà quý vị ở ngoài đời mà sáng 3 giờ mấy thức dậy để 4 giờ mấy vô công phu thì điều này đúng là thật sự quá quý khi những đức mà tu cái đậu tràng không chung này những đức thấy hàng cư sĩ quý vị đúng là hơi bị cố gắng đó tại vì tu xong rồi nghe nói chuyện rồi vì phải tranh thủ một chút đứng lên phải lo cái chuyện nhà hay chuyện đồ đạc gì để mà chuẩn bị đi đến công sở làm việc này, thấy chưa còn khi thời gian người ta trong chùa người ta sẽ có thời gian rất nhiều người ta có thời gian nên những đức nói hàng cư sĩ thành tựu nhiều là vì sao vì quý vị quá cố gắng trong cái hoàn cảnh mà cơm áo gạo tiền đủ chuyện quý vị Phải tu trong đó Nên quý vị thành công Cái điều quan trọng vô cùng là quý vị tạo ra bị sống bị tu Trong cái khó khăn bị tạo ra bị sống bị tu Mà bị chịu tu Vì quý vị quá khó khăn Để sống Quá cực khổ gặp bao nhiêu sự trở ngại Đủ chuyện Nên từ nơi đó mà cái sự tu tập quyết chí quý vị Cực kỳ mạnh nên khi những đức mà tu với đạo tràng không chung này những đức thấy Hàng cư sĩ đúng là chịu công phu Chịu tu thiệt Chỉ cần cái ông thầy nào mà tu mà chịu tu là họ chạy theo họ tu liền nói dòng gió Đây là những đức ý rõ ràng 12 giờ khuya thức dị tu lọ thức dị tu Khi họ còn đến trước mà nó ngồi đợi Ghê chưa Đó thấy rõ ràng luôn Đó, bây giờ 12 giờ khuya vị thấy mấy người ngoài quý vị là cư sĩ đúng không đó rồi một ngày bốn năm thờ này đa phần cư sĩ vô tu đúng rõ ràng tổ sư nói thờ mặt pháp cư sĩ thành tụ nhiều đúng rồi. không và gặp ngay pháp môn niệm phật này nữa nên cái câu mặc hiệu này bị áp dụng vào cuộc sống thì hay lắm thêm cái nữa từ khi bị biết niệm phật cái vị sẽ bớt nhau cái mặt lại để ý thì rõ ràng luôn Tại vì sao? Nó dịu thần kinh Niệm Phật nó dịu thần kinh quý vị Quý vị nhớ nghe Thần kinh quý vị nó kết hợp với mắt là Những sợi dây thần kinh nó Câu thông nhiều nhất Là ngay mắt quý vị Nên quý vị để ý khi có người bị căng thẳng là mắt bị giật 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 đúng không? Để ý đi Nó giật 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 mắt vị Là thần kinh nó quá căng thẳng Nhưng mà cái người niệm Phật là nó Nó có thể giải mã được cái chỗ căng thẳng thần kinh nên cái người niệm Phật giết từ từ cái mắt ít bây giờ nhau đó. Cái người á Mà ít niệm Phật mà sang si vì để ý họ Họ đi đâu cái mặt nó ưa gì nè Nhau giết hai bên đây nó sẽ ship lại Giết ngay chỗ này nè Xếp lại Vì niệm Phật giết nó giãn ra Vì sao Vì thần kinh nó đâu căng thẳng nó đâu nhau Và phương pháp niệm Phật lễ Phật cực kỳ hay giúp cho quý vị ít bao giờ bị nhức đầu khi một con người thường bị nhức đầu và chóng mặt thì con người này là cục lửa tức nó đang lúc nào cũng bên cạnh họ quý vị chỉ cần kích thọ một cái thôi là nó đốt quý vị liền không có giỡn đâu à, ừ mấy người mà thường nhức đầu chóng mặt là họ tức lắm bực bội lắm nên quý vị chỉ cần cái gì trước mặt họ cái là cái cục lửa tức nó bùng phát liền nhưng mà niệm phật nó có thể giải mã được cái lửa này nên niệm phật lễ phật rất hay nên quý vị thấy rằng là một con người cả đêm không ngủ sáng tu xong nó chuyển vị rất tỉnh táo đúng không đây là nhờ chỗ nào một tiếng đồng hồ tích năng lượng nên quý vị cố gắng những thờ tu lên tu cho đàng hoàng đây là cái tích năng lượng tuyệt vời nhất cho quý vị và khi năng lượng nó đầy đủ rồi thì tuyệt vời lắm vui lắm quý vị ha à, thôi chúc y buổi sáng an lạc nha ai gì đào phật ai gì đào phật ai gì đào phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi ai gì đào phật